sẵn nữa. Sẵn rồi anh ạ. Mày đứng đây. Lấy ra. Mày đỡ đâu? Lấy ra. Thấy mấy cu được bảo ở đây là nhiều mía lắm anh em ạ. Với lại cả nhiều bưởi nữa. Nên mình đã quyết định làm cái món này chính là bưởi lướng và mía lướng anh em nhá. Nó trêu ấy. Có hai con à? Có. Đây chơi vui không? Có. Chỗ này là ruộng ngô anh em ạ. Bây giờ mấy anh em đột kích đi lấy mía anh em nhé. Đây, cầm cả dao đây rồi. Có thấy mía chưa? Thằng Đức nó cầm đầu đây. Anh đạp vào sau của người ta rồi kìa. Không việc gì. Cậu nhé. Ok. Đây em nhé. Để cho mấy thằng đầu đạn nó đi. Mình sợ mình không dám đi. Cú dám đi không? Dám đi không? Đi đi đi. Đi ra ngay. Thật á? Có chạy được không? Em có. Chạy được không? Thế đi đi. Để mình đứng lên nhé. Để tâm trình với anh. Mày cứ ra đi đi. Nhé. Đi kia. Anh cho anh em đi. Thằng sợ. Thằng hai này sợ. Ba kia đầu đạn máu phết đi anh em ạ. Ra cái lấy ngô ở lấy ngô với lấy lấy mía kia ra nướng. Gần nhà người ta là còn đi nhiều. Thực sự là hôm nay là lắng phết anh em ạ. Mình trải nghiệm lần đầu tiên là đi lấy mía ở trên đây. Mình té trước đã, không ra đấy nó bị bắt thằng nó dã anh nhỉ. Đấy. Mía này mía ngon này. Mình lấy nướng mình ngon. Đây là mía rừng anh em ạ. Nó bé nó bắt thằng nó dã. Hai quật luôn. Ôi, cầm nữa. Đây sao? Hôm nay quay quật được rồi. Đây. Giới thiệu với em này là cây mía rừng anh em nhé. Mía này là... Mía rừng à? Ừ, đây mía rừng đó. Đó, chặt cái cây vải lướng ăn được đấy nhỉ. Rồi, là một bó vải lướng. Nè. Đúng Đức. Mới cái bé này, bắt nó dã. Cái này phải quay quật. Lắng phải cho mày lắng, mày tí tắm chặt đấy. Chúng có hay đi lấy này không? Đây, cây mía rừng. Vứt luôn đây, tí là bê về nhá. Nam đi. Đi, để anh đi nữa. Cầm về đi. Cu áo đen cầm về đi. Áo đen cầm về đi. Anh em thu dọn. Mày cầm về ai đi đâu? Mày cầm về ai để biểu với tao? Thế ba thế 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 mấy mấy thế lấy bảy đã có ra đây nhanh đi đi thế không chặt à mang về mới chặt à mang mày tí nước mà mang về đây từ đâu đi về đi bay dọc dọc ra tí con em bây giờ rồi hai đứa về nhá dạ nhá rồi bây giờ lấy bảy nha mày lên cầm lên cầm đi lên anh chị đang đi mày là người lợn con lợn là hay có người ra cho lợn ăn. Hey, cái chúng ba có nhỉ? Không. Rút lui. Đây, đây cầm. Được. Ê, tôi.
Cầm 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 anh chưa? Ui. Cái gì thế ông này? Nằm đối đi. Có ra đi. Có ra đi. Có ra đi. Ui. Tuyệt vời anh em. Sorry mẹ. Mẹ rồi hết rồi nè. Mày chưng. Vô, cầm hai quả đi. Xuống lại dưới này thôi anh ơi. Lượn dây sâu là phải lặn đấy. Anh em ơi, nói chung là ngày hôm nay là một chiến lợi phẩm cực kỳ lớn luôn anh em nhá. May mà có Đức anh em ạ, nó dẫn đầu đi. Kiếm được bao nhiêu quả bưởi to đấy anh em này. Trời ơi, nhiều lắm anh em ạ. May là có Đức. Ê, Bình ra quay bạn phát. Đây, đây là chiến lợi phẩm của mình đây. Đó, rất nhiều bưởi quả này ngon chưa anh em. Quả này mượn ngon này. Tuyệt vời chưa. Đó, quả này bây giờ bị rơi dập rồi, tí men quả này. Quả này ngon đấy. Bình như quả bưởi nó ngon này chưa. Đấy, đây là mía, mía rừng nữa. Đây, quay cho anh em xem. Thì hôm nay là anh em mình đi lấy bao nhiêu thứ anh em này. Trời ơi, nhìn quay đấy. Cho gọn đấy. Cho đóng đấy. Chéo người ta ấy, nó dã đấy nhá. Quả này ngon này. Quả bưởi đỏ này ngon chưa anh em. Đó. Toàn quả rừng anh em ạ, nó chỉ bằng nấm đấm thôi nhưng mà ngon cực luôn. Mà test quả này cho anh em xem đã. Mà ăn cái món này thì vô cùng tuyệt vời. Là hết sảy luôn. Hết sảy cứ nhà bảy luôn đấy. Nha. Đây, trời ơi. Có hết đây anh em ạ. Này tắt bếp rồi gì nữa. Chưa tắt đâu. Cứ đảo không khuấy nhá anh em nhá. Quả này xem chưa chưa. Quả này lượng ngon này. Mình mà chọn bấy thì biết chọn ngon ngay. Bây giờ vặt đúng 5 phút. À đâu, 3 phút đúng bấy. Sợ đấy. 1 phút thôi anh ơi. 1 phút à. Ở đây. Này anh Đức có mà anh. Ừ. Cái bảo quả này không ngọt. Ui. Ngon lắm. Quả này ốm luôn anh em ạ. Bấy đúng là bấy rừng nó khác ngọt chưa. À. Ra đâu rồi. Đó. Đây. Nói bé thôi. Đây là muối bưởi anh em nhìn này, ngon chưa? Đợi mía chín nữa là anh em mình cỗ hết anh em nhá. Toàn này toàn món hoa quả ngọt thôi anh em ạ. Thử một xem. Ui em. Này ngọt. Ngon quá. Cho anh em xem muối bưởi rừng anh em nhá. Đây. Trồng ở trên đồi luôn anh em ạ. Ừ. Mời anh em nhá, ngọt lắm. Mời bên. Về thật. Còn đây là mía lướng này, sắp chín rồi anh em ạ. Đợi một lát nữa chín rồi. Nấy rất nhiều mía rừng luôn. Ngọt không? Cái này tí lướng xong mới ngon này. Này không cháy đâu. Không cháy được, tí đấy dao róc ra ăn ngọt cực. Mới mấy đứa ăn cái món mía lướng này chưa? Nhưng mà ăn rồi. Mía lướng. Nhiều lắm anh ạ. Anh em ơi, ăn bưởi lo rồi, bây giờ tới mía anh em nhá. Ở đây là mình đã tán sẵn một đán ra. Cây mía rất là to, nhưng mà mình róc ra thế này thôi anh em ạ. Và thực sự mà phải nói mấy anh em, vị rất là ngọt. Ui. Ui. Vị của nó có mùi khoai khoái mà rất là ngọt anh em ạ. Ngọt hơn mía kia mà nó ấm 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 ấy. Mùi ngô. Ừ. Mùi ngô. Nóng quá. Ừ. Thì nó đen đen ngon ngon mà mình sẽ được ăn đoạn đen. Đúng một cái vị khác thật, lạ thật anh em ạ. Nó còn ngọt thơm thơm. Đúng mùi ngô lướng mà ngọt lắm. Chưa ăn thấy ngon. Cứ buổi tầm trưa hoặc là chiều ấy rảnh em ạ. Ra ngồi lướng mía hoặc là ăn bưởi nữa thì à cướp hết sảy luôn. Hết nước chấm. Hết nước chấm luôn anh em ạ. Nếu các bạn cảm video này hay hãy nhớ là bấm đi kênh để ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo. Chào cả anh em. Bye bye, chào anh em nha.